Hello mọi người. Hello mọi người. Hôm nay mình đi rồi phòng music hơi ổn. Hôm nay mình đi giặt đồ công cộng đây. Đó, tiệm giặt đồ công cộng. Ở đây là những cái máy giặt công cộng. Máy sấy thế là những cái giỏ đồ khô bỏ vô rồi đem qua máy sấy sấy. Ông đang sấy, đang lấy đồ sấy ra. Cái này là cũng sáng, cái sấy này là phim, sấy này free, nếu mà giặt đồ ở đây thì nó sẽ sấy free, cho sấy free. Còn nếu mà đem đồ ở ngoài vô giặt vô sấy thì phải tốn tiền 25 cent 15 phút, cộng thêm 15 phút 15 cent. Dạ. 55 cent 15 phút. Đây là cái quầy tính tiền, quầy bán xà bông. Có bán xà bông giặt đồ, xà bông thuốc tẩy rồi. Đây là phía bên ngoài của tiệm. Giờ đang chờ giặt đồ xong rồi sẽ đem qua đây sấy. Ở đây nhãn lớn quá, nói lớn không nổi. Giọng thì nhỏ mà nhạc thì lớn. Đó, những cái này là những cái giỏ. Cái giỏ để sấy đồ, đem đồ để sấy. Đó. Ông đó ông bắt đầu canh đồ sấy vân. Canh đồ khô chưa để lấy ra. Đó, đồ dừng rồi. Lấy xong rồi ổng đem lấy ra. Đó, mình sẽ lấy ra cái giỏ. Rồi sẽ đẩy ra ngoài xe rồi mình sẽ đem cái giỏ vô lại cho người ta.
thể là họ bỏ đồ vô giỏ xếp rồi cất vô túi sách, túi giỏ của họ. Bây giờ mình đợi đợi đồ tay máy giặt thì có kích cỡ đàng hoàng, này là bốn bốn giỏ, cái này năm giỏ, là ba giỏ này. Sao không có tay không kích cỡ, cái này cỡ lớn, lớn này. Càng ngày càng nhỏ lại. Đây thì có wifi này. Miễn phí. Wifi có bán nước lọc nữa nè. Trong này có quầy bán nước lọc, quầy có đồ ăn nữa. Nước lọc hay là gì đó. Buồn buồn thì mua đồ ăn, mua giấy, mua khăn. Ở đây bên có bán đồ ăn, bên kia có bán đồ ăn, bên chỗ khác cũng có bán đồ ăn đó. Rồi giờ nữa người ta lấy đồ khô ra, người ta xếp xếp em giặt thấy là như vậy đó. Đó là đổi tiền, máy đổi tiền, đổi tiền giấy ra tiền xu, tiền sen.